bây giờ nhiều quá. Chứ bây giờ cứ đi trong rong rong, nếu như rong rong mà dễ lây bệnh quá. Cái kinh tế thì bắt buộc mình phải chịu rồi. Chứ bây giờ mà mình muốn làm kinh tế để gây cho bệnh thì chết mình rồi, mất con mệt nữa. Trước thì thấy cứ có dịch nhưng mà dân người ta cứ đi lại, nhưng bây giờ thấy là nó căng thẳng hơn, dân bớt đi lại nhiều hơn gấp mấy lần. Ở trên đưa xuống thì mình chấp nhận thôi. Bị Covid-19 là xe chạy không được, ngày nào cũng đổ 100 mấy, 80 mấy. Tất nhiên là ảnh hưởng nhiều lắm. Chọn lấy thì nhà xài không á, cái nhà chưa nghỉ toàn là lỗ không à. Rồi nói chung là cái dịch này ảnh hưởng nhiều lắm. Rồi thôi, có nhiều người te tua luôn, không có công ăn chuyện làm, đói, thất nghiệp, luôn đó là ông từng taxi cũng chết. Theo thông báo của Sở Giao thông Vận tải, ngoài xe công nghệ dưới 9 chỗ, thì các trường hợp được phép hoạt động phải đáp ứng theo bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 10 người một chuyến. Người ngồi trên xe phải đeo khẩu trang, ngồi xen kẽ, ngồi cách hàng ghế và bắt buộc phải khai báo y tế. Ngoài ra, trên xe phải có trang bị dung dịch khử khuẩn phục vụ hành khách, từ chối vận chuyển hành khách không chấp hành quy định. Hiện thành phố lớn nhất phía Nam này đang bước vào tuần thứ 3 giãn cách xã hội, sau khi số ca lây nhiễm được phát hiện ngày càng tăng. Đại dịch COVID-19 bùng phát là lúc dịch vụ chuyển hàng nở rộ do người dân chọn loại hình mua online nhiều hơn thay vì đến tận nơi. Tuy nhiên, đối với những tài xế đưa đón hành khách, tình hình lại không mấy lạc quan do người dân thành phố hạn chế ra ngoài. Tâm sự với phóng viên Đài Á Châu Tự Do, các bác tài trải lòng về ảnh hưởng kinh tế cũng như cuộc sống khó khăn trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư này. Tôi còn muốn nghỉ nữa chứ giờ đâu có khách đâu để chạy. Chạy thì thế nhưng mà mình bắt buộc phải làm và đóng góp cho công ty. Nhưng mà tại giờ bệnh nó lan tràn ở ngoài đường, ít ai đi cũng không. Lúc mà có khách du lịch nhiều thì đỡ hơn. Chẳng chạy sáng giờ hơn nữa là tôi được... là 800 mấy là tôi hơi, còn mấy thằng kia có 100, 200, 200. Thì công ty cũng có hỗ trợ cho anh em được 500 ngàn. Còn ngoài ra cũng hỗ trợ gì hết. Khó khăn thì cũng khó khăn thôi, nhưng mà dịch bệnh thì phải chịu thôi. Thì biết sao được, chạy không có khách thì không có thu nhập. Từ hồi không có dịch thì ngày chạy được 3 mấy, có khi lên tới 40 cuốc. Mà bây giờ thì chạy thì một ngày thì khoảng độ 7-8 cuốc, 9 cuốc cực cao rồi. Đấy, như ngày hôm nay chạy tới giờ này sao nghỉ rồi là được có 9 cuốc xe. May mắn thì được cuốc sai đi được có 700, chứ thường ngày chỉ được cứ 400-500 thì ăn chia đi thì khoảng 100-200 người ta. Chứ tụi em ở phòng trọ thì cũng còn khó khăn. Ảnh hưởng nhiều chứ. Thì công việc chính của em là giờ kinh doanh nhận tài trả khách. Khách vậy từ đầu tháng tới giờ là sự là doanh thu của em là giảm rất là nhiều luôn. Thì trước tình hình này chắc cũng vài bữa nữa chắc cũng phải gửi xe lại cho chủ xe. Trước thì có dịch thì trung bình trừ hết chi phí một tháng này cũng khoảng còn được cỡ 11-12 triệu để lo trang trải gia đình. Còn bây giờ thì giảm xuống còn phân nửa luôn. Mấy ngày nay là thiệt sự là không có đồng ra. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ riêng trong ngày 21 tháng 6 có thêm 166 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm từ ngày 27 tháng 4 đến 0 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 6 là 1.784 ca nhiễm. Trước đó, Bộ Y tế ngày 17 tháng 6 ban hành quyết định 2971 phân bổ 786.000 liều vaccine cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh theo các mục đối tượng được quy định trong nghị quyết 21 của Chính phủ Hà Nội. Đến sáng ngày 20 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động tại công ty cổ phần May Nhà Bè. Cùng tâm trạng chung của người dân thành phố đang có số ca nhiễm đứng thứ hai sau Bắc Giang, nhiều tài xế cho biết họ cũng mong mỏi lãnh đạo thành phố sớm chặn đứng được dịch lây lan, nhất là sau khi số ca tử vong vì COVID-19 đã lên con số 69 trong ngày 21 tháng 6.